Có thể thấy là trong những ngày vừa qua thì thời tiết nắng nóng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 3 sẽ tăng mạnh. Đây là dự báo của Tổng công ty Điện lực thành phố. Hiện thống kê cho thấy tỷ lệ khách hàng sử dụng từ bậc thang giá điện bậc 6 tăng cao hơn 30%, trong khi đó những tháng trước thì chỉ có khoảng 20% trong tổng số hơn 2,6 triệu khách hàng ở thành phố. Khi sử dụng điện ở bậc 5 và bậc 6 tăng tỷ lệ cao thì lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện trong tháng 3 cao hơn các tháng trước. Dự báo năm nay nắng nóng sẽ kéo dài, sẽ có một số ngày sản lượng tiêu thụ điện vượt trên 95 triệu kWh một ngày, lập kỷ lục mới về tiêu thụ điện tại thành phố Hồ Chí Minh. Và có thể thấy là trong những ngày thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh quá oi nóng như thế này, chính vì thế mà những bình trà đá miễn phí đã được người dân thành phố đặt trên nhiều vỉa hè. Giữa cái nóng 37-38 độ C cao nhất từ đầu năm cho đến giờ, người đi đường có thể được giải nhiệt. Lái xe từ sáng sớm đến giữa trưa, khi đã thấm mệt, ông Nho, tài xế xe công nghệ tấp vào để uống trà đá miễn phí. Giữa trưa nắng mình gặp nhiều mừng lắm, cảm thấy nó sảng khoái, giá trị không bao nhiêu mà nó ấm cái tình người á. Đi từ sáng đến giờ thì cũng nếu mà đem nước từ nhà lên đi trên đoạn đường thì uống kiểu gì cũng hết. Thì mà đi gặp ngang đường mà có nước từ thiện á thì cũng quá là mừng luôn. Nước thì làm trà với lại gừng á, cho nên là uống giúp cho mình đỡ mệt mỏi nữa. Bình nước do nhà thờ Mạc Ti Nho đóng góp đã trở thành trạm giải khát miễn phí cho biết bao nhiêu người đi đường, người bán vé số, người giao hàng, người chạy xe ôm. Cha xứ còn làm trò che nắng trên bình, trồng giàn bí xanh mát để tạo bóng râm. Cứ vài phút lại có người đến uống nước, rót nước mang đi. Để phục vụ nhu cầu của bà con, bà Nguyệt cùng các giáo dân khác thay phiên nhau đến nhà thờ nấu trà, châm nước, thêm đá, rửa ly. Theo bà Nguyệt, trong mùa nóng cao điểm này, mỗi ngày phải châm đến hơn 200 lít nước, gấp đôi so với bình thường. Thấy người ta nóng được cái uống nước, người ta ấm lòng á, là niềm vui của mình, mọi người vui là mình vui thôi. Bỏ công sức ra cho mình ta uống, mình thấy vui rồi, chứ mình làm không phải uống, mình mới là buồn á. Dọc những tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, không khó để tìm thấy những bình nước miễn phí như thế này. Có những bình không rõ chủ nhân là ai, nhưng nước vẫn luôn được châm đầy từ sáng đến tối, không bao giờ cạn. Đi qua đường lụm dây chai mà thấy cái thùng là tấp vô uống liền luôn á, đỡ tốn tiền mua nước ngọt, lấy tiền đó mình mua cơm, mua hủ tiếu mình ăn. Tôi đã từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, nhưng tôi chưa thấy nơi nào có những bình nước miễn phí như vậy. Tôi cảm thấy người Việt Nam thật tốt bụng và ấm áp khi họ phục vụ những bình nước như thế này. Giữa nhịp sống hối hả ở thành phố Hồ Chí Minh, những bình nước miễn phí này đã chứng minh rằng sự quan tâm, sẻ chia vẫn luôn hiện hữu ở đây. Ngày oi bức, uống một ly trà đá miễn phí, vừa mát cổ họng, vừa mát lòng mát dạ, vì nghĩa tình của thành phố thân thương.